Xin kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, sáng nay ngày 19 tháng 1 tức 28 Tết, khu vực Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa ở vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hứng nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa ở vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, trời rét đậm, có nơi rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Và dự báo trong 2 ngày 29 và 30 tháng Chạp, miền Bắc tiếp tục hứng nắng vào trưa chiều, nền nhiệt sẽ tăng nhẹ từ 1 cho đến 2 độ C mỗi ngày. Và từ đêm giao thừa đến sáng mùng 1 Tết, miền Bắc sẽ chuyển mưa nhỏ, mưa phùn và trời rét. Xuống tới các tỉnh miền Trung, dự báo từ ngày mai ngày 20 tháng 1, nền nhiệt tăng dần ở các tỉnh Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế. Trời tiếp tục nhiều mây, âm u, có mưa rải rác. Và trong 2 ngày mùng 1 đến mùng 2 Tết, nền nhiệt tiếp tục tăng ở khu vực này với nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 15 cho đến 18 độ C. Riêng mùng 2 Tết, khu vực này có mưa xuân. Các tỉnh từ Đà Nẵng cho đến Quảng Ngãi được dự báo trong 2 ngày 29 và 30 tháng Chạp sẽ tiếp tục có mưa rào rải rác, gió Đông Bắc cấp 3, riêng vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Mùng 1 đến mùng 2 Tết, khu vực này có mưa vừa và mưa to. Các tỉnh Bình Định cho đến Bình Thuận duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, đêm không mưa trong nhiều ngày tới. Tây Nguyên và Nam Bộ có chung kiểu thời tiết với trời nắng, đêm có mưa rào ở một vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, sáng sớm và đêm sẽ trời rét. Trên biển, trong ngày và đêm mai ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 cho đến 4,5 mét, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Nam đến Cà Mau, vùng biển phía Tây của khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây của quần đảo Trường Sa, sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 cho đến 4 mét, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông, và trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Thưa quý vị, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới, tình hình thời tiết trên nhiều địa phương của cả nước tiếp tục xuất hiện những ngày trời rét đậm, rét hại. Và để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai và dịch hại gây ra, Cục Bảo vệ Thực vật khuyến cáo bà con nông dân chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó. Cụ thể, đối với mạ xuân, cần duy trì độ ẩm, che phủ ni lông giữ ấm cho mạ và hòa lãng phân lân tưới cho mạ, không bón đạm. Còn đối với diện tích lúa mới cấy thì cần duy trì lớp nước mặt từ 2 cho đến 3cm để giữ ấm cho cây lúa. Và khi lúa bén rễ hồi xanh, vươn lá thì mới bón phân. Kiểm tra bệnh đạo ôn trên ruộng mạ, lúa và phun trừ bằng thuốc hóa học. Bên cạnh đó thì đối với cây chè cần vệ sinh nương chè thông thoáng, nếu xuất hiện bệnh thì ngừng bón phân và sử dụng thuốc hóa học để phun trừ. Còn đối với các loại rau, hoa, cà chua, khoai tây thì cần chủ động theo dõi đồng ruộng và có biện pháp xử lý kịp thời. Và như thường lệ, cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Kính mời bà con cùng theo dõi.